Hiền. Hà Đan rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Trấn Thành hí hửng khoe thơ mẹ làm tặng anh sau món quà khủng nhân ngày của mẹ. Đáp lại tình cảm của con trai, mẹ Trấn Thành làm hẳn thơ gửi lại khiến anh cực kỳ thích thú. Mới đây Trấn Thành đăng tải hình ảnh mẹ anh bên những đóa hoa rực rỡ cùng chia sẻ. Tới giờ chị mẹ mới chịu gửi tôi tấm hình để em đăng đó. Không tặng thì thôi, tặng một lần, một nhà hoa cho cô ấy sóc chơi. Cô ấy gửi hình mà còn kèm theo thơ viết tặng lại cho em nữa chứ bộ. Hoa tươi là nhờ tưới nước, mẹ tươi là nhờ được phước con yêu. Ghê chưa, happy Mother Day mẹ yêu. Vốn là một người con nổi tiếng hiếu thảo, không chỉ vào dịp đặc biệt mà Trấn Thành luôn tranh thủ mọi lúc có thể để gửi đến bố mẹ anh những điều tốt đẹp nhất. Trước đó, nam diễn viên cũng vào bếp để hầm canh gà gửi sang nhà song thân dùng thử. Thường xuyên vào bếp nấu nướng, nhưng lần đầu nấu cho bố mẹ khiến Trấn Thành không khỏi hú hồn. Mẹ Trấn Thành hạnh phúc khi có được người con hiếu thảo. Không chỉ tặng hoa, trước đó anh còn đích thân vào bếp hầm canh gà tặng bố mẹ. Nhưng ngày của mẹ, Harugon cũng đặt hoa tặng cho mẹ mình và đưa bà đi ăn để mừng ngày lễ đặc biệt. Được ca sĩ chia sẻ ở Hàn Quốc sẽ tặng hoa Carnation mang ý nghĩa tình cảm của mẹ. Trên trang cá nhân, Harugon khoe ảnh đi ăn cùng mẹ. Hôm nay mẹ mình nhận và mẹ nhắn tin cảm ơn quá trời. Mà mẹ ngạc nhiên khi nhận hoa có tấm hình con rể nữ chớ. Một năm có một ngày mẹ. Mẹ vui là ngày thành công, ha ha. Cũng may là hôm nay mình rảnh nên sẽ chuẩn bị phục vụ tiếp cho mẹ nguyên ngày đây. Mốt mình cũng phải có con gái như mình mới được quá. Harugon chia sẻ ảnh đi ăn cùng mẹ. Cô cũng gửi đến Trấn Sinh Thành những bông hoa tươi thắm như chồng. Vân Sơn nhớ thời lồng tiếng phim của Châu Tinh Trì. Nghệ sĩ hài cho biết vào những năm 1990, anh nhận được thư cảm ơn từ Châu Tinh Trì sau khi lồng tiếng hàng loạt bộ phim của vua hài châu Á. Vừa qua, Vân Sơn khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ về những kỷ niệm thời làm nghề lồng tiếng. Theo anh, đây là nghề mà anh rất yêu thích. Vân Sơn kể anh gắn bó với công việc này trong các năm 1991-1994. Anh làm việc tại hai studio, mỗi ngày ở phòng thu khoảng 12 tiếng, lồng tiếng được 8 phim. Đến năm 1994, Vân Sơn thành lập công ty giải trí riêng, anh mới ngưng làm lồng tiếng phim. Trong thời gian làm diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, Vân Sơn cho biết anh hóa thân vào nhiều ngôi sao châu Á như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hòa, Lương Triều Vĩ. Người khiến Vân Sơn lồng tiếng khổ và có kỷ niệm đẹp nhất là Châu Tinh Trì. Vân Sơn kể, lần đầu anh được giám đốc của studio giao nhiệm vụ thử lồng tiếng cho một diễn viên mới, bà cho hay. Mấy người đã thử lồng tiếng nhưng đều không được, con thử xem hợp không, anh này trẻ cỡ tuổi con đó. Ban đầu nghe Châu Tinh Trì nói, Vân Sơn cảm thấy choáng. Anh nhớ lại, tôi chưa từng thấy diễn viên nào nói nhiều như Châu, anh ta nói nhiều dài dòng tùm lum, nói đủ thứ chuyện như một thằng điên. Không những thế, Châu còn ca hát làm đủ trò, đôi khi tôi phải chửi, thầm rằng, mày nói cái gì, Châu nói lắc léo quá. Và để lồng tiếng được vai diễn của Châu Tinh Trì, theo Vân Sơn, không thể áp dụng cách học thuộc kịch bản. Vì thế anh đọc qua kịch bản nắm ý của từng câu, sau đó mới nói theo cách hiểu của mình. Châu Tinh Trì nói nhiều, cày cắm nhiều thông điệp nên có khi tôi lồng tiếng đến cuối mới hiểu được đoạn đầu. Do đó tôi phải trở lại phần đầu để sửa. Ngoài ra tôi còn lấy thêm mấy câu thơ Việt Nam bỏ vào. Lồng tiếng phim của Châu Tinh Trì với Vân Sơn cực hơn các phim khác. Tuy nhiên khi phim ra mắt được khán giả ủng hộ, đặc biệt yêu thích giọng lồng tiếng của mình, anh cảm thấy hạnh phúc. Niềm vui lớn hơn với danh hài hải ngoại còn là nhận được bức thư cảm ơn từ Châu Tinh Trì. Điều này khiến Vân Sơn vô cùng bất ngờ bởi bản thân lồng tiếng cho nhiều ngôi sao châu Á nhưng chỉ nhận được thư của vua hài. Hãng phát hành phim Hồng Kông ở Mỹ gửi tôi bức thư cảm ơn của Châu Tinh Trì. Anh ấy viết rằng, tôi đã xem các bộ phim của mình được chuyển ngữ nhiều quốc gia khác nhau. Trong đó anh chuyển ngữ khiến tôi cảm giác như mình đang nói tiếng Việt vậy. Tôi cảm ơn anh đã giúp tôi gần gũi với khán giả Việt Nam, Vân Sơn kể lại. Nam danh hài thú nhận anh đã không còn giữ bức thư và lúc đó cũng không nghĩ họ Châu sẽ trở thành một ngôi sao điện ảnh tầm cỡ châu Á, thế giới như hiện tại. Vân Sơn cho rằng đó là hành động đặc biệt khôn ngoan của Châu Tinh Trì. Nhờ sự biến hóa trong nghề lồng tiếng, Vân Sơn tiết lộ anh nhận cát-xê cao gấp 3 lần những người lồng tiếng khác. Cụ thể, anh nhận thù lao 200 đô khi lồng tiếng một phim, trong khi đó các diễn viên khác chỉ nhận được 70 đô một phim. Trong 3 năm làm nghề lồng tiếng phim, Vân Sơn cho rằng khả năng ngoại ngữ của anh cũng tốt hơn. Nam danh hài có thể nghe và hiểu được 60% nội dung nhân vật nói. Cuối cùng, anh khẳng định nghề lồng tiếng khi mang lại thu nhập cao, nhưng đây là công việc anh thích và đam mê. Ở phần bình luận, đa số khán giả thể hiện sự bất ngờ khi biết Vân Sơn lồng tiếng phim Châu Tinh Trì. Như thực sự gửi lời cảm ơn đến chú Vân Sơn, tuổi thơ của con gắn liền với giọng nói của chú và cả những vở hài kịch của chú.
Thích nhất, chú Vân Sơn lồng tiếng cho Châu Tinh Trì rất hài hước và đúng với nhân vật. Nghe mà ghiền giọng của Châu Tinh Trì, nhưng lúc đó đâu biết là anh Sơn, sau này mới biết và càng mến mộ anh hơn. Bị đồn tiếp tục mang bầu, Minh Hà khoe luôn diện mạo em bé thứ 5. Thời gian vừa qua, bà xã Lý Hải vướng nghi án mang bầu lần 5 vì lộ bụng lùm lùm. Mới đây cô đã tự khoe diện mạo của em bé thứ 5 khiến ai cũng choáng. Liên tục mặc váy suông và lộ bụng nhô cao trong thời gian gần đây, Minh Hà, bà xã của Lý Hải đã bị nghi đang mang bầu lần 5. Dù vậy, người đẹp vẫn chưa chính thức lên tiếng về nghi án này. Tuy nhiên, cách đây ít phút, Minh Hà bất ngờ đề cập đến em bé thứ 5 lên trang cá nhân Facebook khiến nhiều người chú ý. Nếu không xem hình ảnh thì chắc chắn nhiều người tưởng Minh Hà công khai mang bầu lần 5 thật. Tuy nhiên, xem kỹ lại thì em bé thứ 5 mà Minh Hà nhắc tới lại chính là Lý Hải. Đó là khoảnh khắc cô đưa ông xã đi túi tát lại nhan sắc. Cụ thể, người đẹp chia sẻ rằng dù chăm chồng gần chết nhưng Lý Hải lại thường xuyên đi trồng cây, dãy nắng quay phim nên làn da bị xuống cấp. Chính vì thế mà Minh Hà thường xuyên phải đưa chồng đi spa để giữ gìn sắc vóc. Theo đó, cô coi Lý Hải như em bé thứ 5 của mình chứ không phải là chồng. Tưởng Minh Hà thông báo tin mang bầu, hóa ra là không phải. Minh Hà khoe em bé thứ 5 trước tin đồn mang bầu lần 5 khiến mọi người chú ý. Hóa ra em bé thứ 5 của cô lại chính là Lý Hải. Ở độ tuổi 52, Lý Hải trẻ trung một phần nhờ vợ chăm sóc chu đáo. Minh Hà phải thường xuyên đưa chồng đi túc tách ngoại hình. Nhiều người tưởng bỡ Minh Hà khoe con thứ 5 thật. Trước đó, mỗi lần mang bầu và sinh con, Minh Hà đều được Lý Hải chăm sóc tận tình. Thời gian vừa qua, Minh Hà liên tục bị nghi có bầu. Cô thường xuyên mặc váy suông nên vòng hai lúc nào cũng lùm lùm. Đã vậy, gương mặt cô lại bồng bỉnh, cánh mũi nở to. Nhìn vòng hai lớn thế này thì khó tránh khỏi nghi ngờ. Tuy nhiên, Minh Hà chưa chính thức chia sẻ về tin đồn này. Lý Nhã Kỳ tham gia Người ấy là ai để tìm người yêu. Lý Nhã Kỳ gây bất ngờ khi tiết lộ tham gia chương trình Người ấy là ai. Nhiều khán giả không khỏi thắc mắc về vai trò của cô trong game show hẹn hò này. Mới đây, Lý Nhã Kỳ có dịp livestream chia sẻ về chuyện tình cảm với người hâm mộ sau một thời gian đường ai nấy đi với bạn trai. Trong đoạn giao lưu, người đẹp gây chú ý khi tiết lộ đang độc thân và sẽ tham gia chương trình hẹn hò để tìm kiếm bạn trai. Diễn viên Kiều Nữ và Đại Gia hài hước tâm sự: "Tôi đang trên xe, tranh thủ đi đến trường quay để quay chương trình Người ấy là ai. Thực ra hôm nay tôi không phải là người tư vấn cho chương trình, mà tôi là thí sinh, người đi tìm người yêu. Tôi đang tham gia chương trình Người ấy là ai, 2 năm rồi tôi chưa yêu ai, nên hôm nay quyết định ra ngoài tham gia chương trình. Tôi mong rằng hôm nay sẽ kết tóc xe duyên với một ai đó, hoặc hốt người đó về", Lý Nhã Kỳ chia sẻ thêm. Được biết, đây là lần hiếm hoi diễn viên gốc Vũng Tàu trải lòng về chuyện tình cảm. Một số khán giả bất ngờ trước thông tin này. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng người đẹp xuất hiện với vai trò thành viên ban tư vấn. Bởi trong đoạn livestream sau đó, Lý Nhã Kỳ cho hay sẽ giành ghế nữ chính nếu cô ấy đến muộn. Bên cạnh đó, khi được một người hâm mộ nhắc nhở về chuyện kết hôn, Lý Nhã Kỳ cho biết: "Tôi cũng không biết khi nào nữa, tôi cũng đã dùng hết mọi cách rồi mà vẫn bó tay". Được biết, kể từ sau khi kết thúc chuyện tình 9 năm, Lý Nhã Kỳ tập trung vào công việc kinh doanh và tìm niềm vui bằng việc làm nông. Lý Nhã Kỳ kể đã lâu rồi cô không livestream giao lưu với người hâm mộ. Kể từ khi có chuyện buồn trong chuyện tình cảm, người đẹp cũng cho biết trong khoảng thời gian ở ẩn, cô đã có rất nhiều thay đổi. Hơn một năm Kỳ không trang điểm, đồ make up khô quéo lại luôn, khô như chính con người Kỳ đó, suốt ngày chân lấm tay bùn. Hái hoa trồng quả ngắt rau, không có được xinh đẹp chút nào, hôm nay phải trang điểm để tham dự chương trình. Đụng đến hộp phấn nền nó rớt thành từng mảng, mà Kỳ cũng không hợp trang điểm, Kỳ muốn để mặt trần lên sân khấu mà ban tổ chức không cho đó, cô tâm sự. Hồi tháng 10, 2019, Lý Nhã Kỳ gây bất ngờ khi tiết lộ chuyện đường ai nấy đi với bạn trai sau 9 năm hẹn hò. Cô tiếc nuối viết, 9 năm của một giai đoạn đủ đầy cả sức khỏe lẫn niềm tin để nắm một bàn tay. Nhưng bởi những sự thật rất đáng buồn lẫn đáng tiếc đến lúc phải buông ra, trong quan niệm của Kỳ cho rằng điều đó có dễ hay không cũng thật khó để phân định. Nhưng thật tiếc đó là thực tế nhỏ hơn với kỳ vọng, chắc chắn phải đối diện với nó và bước qua. Dễ hay khó cũng chỉ cần lỏng bàn tay. Chia sẻ về quyết định gây ồn ào này, cụ đại sứ du lịch nói thêm: "Chúng tôi chia tay vì anh ấy đã tìm được tình yêu với một người phụ nữ khác. Chuyện tình cảm cần sự vun vén từ cả hai. Nếu một bên cảm thấy điều đó quá khó khăn, dù phía còn lại thiết tha đến mấy, việc chia tay là điều nên làm". Ngoài ra, lãnh sự danh dự Romania cũng tiết lộ mối tình của cô bắt đầu xuất hiện những xô lệch khi cả hai tỏ ra sao nhãng và rất ít khi gặp nhau bởi công việc quá bận rộn. Trấn Thành hí hửng khoe thơ mẹ làm tặng anh sau món quà khủng nhân ngày của mẹ. Đáp lại tình cảm của con trai, mẹ Trấn Thành làm hẳn thơ gửi lại khiến anh cực kỳ thích thú. Mới đây, Trấn Thành đăng tải hình ảnh mẹ anh bên những đóa hoa rực rỡ cùng chia sẻ: "Tới giờ chị mẹ mới chịu gửi tôi tấm hình để em đăng đó. Không tặng thì thôi, tặng một lần, một nhà hoa cho cô ấy sóc chơi.
Cô ấy gửi hình mà còn kèm theo thơ viết tặng lại cho em nữa chứ bộ. Hoa tươi là nhờ tưới nước, mẹ tươi là nhờ được phước con yêu. Ghê chưa, happy, Mother Day mẹ yêu. Vốn là một người con nổi tiếng hiếu thảo, không chỉ vào dịp đặc biệt mà Trấn Thành luôn tranh thủ mọi lúc có thể để gửi đến bố mẹ anh những điều tốt đẹp nhất. Trước đó, nam diễn viên cũng vào bếp để hầm canh gà gửi sang nhà song thân dùng thử. Thường xuyên vào bếp nấu nướng, nhưng lần đầu nấu cho bố mẹ khiến Trấn Thành không khỏi hú hồn. Mẹ Trấn Thành hạnh phúc khi có được người con hiếu thảo. Không chỉ tặng hoa, trước đó anh còn đích thân vào bếp hầm canh gà tặng bố mẹ. Nhưng ngày của mẹ, Harugon cũng đặt hoa tặng cho mẹ mình và đưa bà đi ăn để mừng ngày lễ đặc biệt. Được ca sĩ chia sẻ ở Hàn Quốc sẽ tặng hoa. Carnation mang ý nghĩa tình cảm của mẹ. Trên trang cá nhân, Harugon khoe ảnh đi ăn cùng mẹ. Hôm nay mẹ mình nhận và mẹ nhắn tin cảm ơn quá trời. Mà mẹ ngạc nhiên khi nhận hoa có tấm hình con rể nữ chớ. Một năm có một ngày mẹ. Mẹ vui là ngày thành công, ha ha. Cũng may là hôm nay mình rảnh nên sẽ chuẩn bị phục vụ tiếp cho mẹ nguyên ngày đây. Mốt mình cũng phải có con gái như mình mới được quá. Harugon chia sẻ ảnh đi ăn cùng mẹ. Cô cũng gửi đến đấng sinh thành những bông hoa tươi thắm như chồng.